Emily hạnh phúc trước lời cầu hôn trên biển của Bigadi, mới đây Bigadi và Emily đã chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên ngõ chạm. Sản phẩm là một món quà kỷ niệm tràn ngập tình yêu mà Bigadi muốn dành tặng cho Emily sau 13 năm quen nhau, 8 năm về chung nhà và có hai em bé kháo khỉnh. Emily chia sẻ, Bigadi dạo này, khủng hoảng tuổi 32, tự dưng cứ lồng lộn đòi mua những đôi để đeo, rồi thì làm đám cưới bất ngờ các thứ, xúc động chết đi được, Emily chia sẻ, Bigadi cũng như những cặp đôi khác, có lúc hạnh phúc và những lúc khó khăn. Thăng trầm, nhưng chúng mình luôn nhìn về nhau và nhìn về tài sản vô giá là hai bạn nhỏ để cùng nhau cố gắng hơn. chuyện tình của chúng mình không phải công chúa, hoàng tử như trong những câu chuyện cổ tích. chúng mình chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên và ngày càng hướng đến sự đơn giản. mỗi ngày đều học cách biết ơn và hài lòng với những gì mình đang có để hạnh phúc hơn mỗi ngày. vậy nên biết ly mong rằng sẽ truyền được sự hạnh phúc đơn giản và ngọt ngào của ngõ chạm tới tất cả những ai lắng nghe bài hát này cũng như tất cả các bạn bè, người thân, khán giả luôn theo dõi ủng hộ gia đình mình trong suốt chặng đường vừa qua emily mong mọi người sẽ luôn cảm nhận được hạnh phúc và bình yên bên cạnh những người thân yêu của mình